thượng đế kêu gọi các tiểu hồn. Dạ. Thượng đế kêu gọi các tiểu hồn đó. Dạ. Ngồi đây ta hỏi lại chính mình, ta là ai, ta là ai, tại sao ta ở nơi này, nơi đây là đâu, ta đang đi lang thang giữa dòng đời mênh mông, phải chăng ta lạc đường trần mà bị đắm chìm qua mấy ngàn năm. Chuyện kiếp luân hồi chịu nhiều khổ đau, cha nhìn thấy các con cha rất đau lòng, cha dục kiến quang kêu gọi các con mau hướng về cha, cha cứu con trở về thiên đình. Vì hồi nãy cái có cái điển ở trên đó là phóng quang hỗ trợ ca nó băng băng luôn à, rồi hãy ngưng lại thì ca lại nó hơi ấy một chút, chặt một chút. Dạ. Thắng từ từ. Dạ. Xin cô có nhận được cái câu hát đi. Chúng ta muốn biết chính mình là ai thì phải tham thiền nhập định, khai mở tâm linh trí huệ bên trong quyền diệu thì chúng ta mới cảm nhận được chính nơi mình. Thì ra con đường tâm linh ánh sáng muôn màu, cảnh giới bên trong thật là quyền diệu, chân lý không lời Phật tánh vô ngôn, đạo vô thượng Bồ đề chánh giác là con đường giải thoát tự sanh. Nay tờ nay tỏa ngộ mây, nay tỉnh ngộ mây gõ đường chân giả, cõi tạm này là thế giới ma dương, vì mê muội mới bị ma dương không chế, nay biết rõ bước ra khỏi dòng tạm giới. Thượng đế cho xuống trần đặng lo tu học, mong ngày sau trở lại thiên đình, có ngờ đâu khi xuống trần năm vô minh, vì mê nhiễm mới đi lầm đường lạc lối, quên luôn chính mình vì tâm tối ngu mê. Cũng may nhờ minh sư chỉ đường cho con trở lại thiên đình, gắng lo tu đặng trở về ngôi vị tánh Phật Như Lai, thoát thi tục siêu phàm nương minh sư đặng trở về thượng giới. Nhờ có duyên lành mới gặp minh sư, ta quyết tu hành trở về ngôi xưa, ánh sáng từ bi cứu độ cho con. Nay con chỉ muốn trở về cùng trời cao, xin cha trời thương
xót chúng con, quyết nương cha trời thoát dòng trần gian. Cha là đại hồn ở cõi trung thiên, xin cha cứu các tiêu hồn trở về thiên đình. Phật đã thành chúng sanh, là Phật sẽ thành cũng đồng Phật tánh. Ai cũng là bậc thánh nhân ở cõi thiên đàng, là cõi thiên liêng hằng sống thanh nhàn. Ai cũng là chân thân Bồ Tát ngự sen vàng ở cõi Tây Phương. Liên hoa hoa thân trong lành tươi sáng, sống mãi muôn đời bất diệt vô sanh. Nên chân hồn trẻ chung tươi đẹp, có ánh sáng âm thanh nuôi dưỡng linh hồn. Nên chân hồn sáng suốt quang minh, an ngự tà sen niết bàn vĩnh viễn. Khi nhập định tam thiền khai mở, thì ánh sáng tâm linh tỏa ngộ đạo màu, biết rõ ràng lý đạo cao sâu, nhập chân tánh Bồ Đề vô thường. Nương ánh hào quang tỏa ngộ chân thường, chân lý chân tánh là Phật tánh Như Lai, là minh sư vĩ đại, là chủ nhân ông của linh hồn thể xác, mà chúng ta đã đánh mất lâu rồi. Nay tỉnh ngộ mới tầm minh sư học đạo, để trao trở về nguồn cội tâm linh, tìm chủ nhân ông thượng đế chính mình, để nắm lại chủ quyền bị mất, mới rơi vào thế giới ma dương. Nay biết rõ bước ra khỏi vòng tam giới, tâm chân tánh Bồ Đề vô thường, tình chân như thoát tục siêu phàm. Trí huệ bên trong khai mở con đường, đi vào cửa niết bàn tự tánh. Vì các con mê mới đi lầm đường lạc lối, không nhớ mình là ai mới đánh mất đi cội nguồn Phật tánh. Mất vị chủ nhân của linh hồn bất diệt muôn đời, nên linh hồn con mới lạc lòng vòng đời, đi tới đi lui trong vòng đau khổ. Con đã mất cha, khó trở lại thiên đình. Cha ở trung thiên nhìn thấy các con chìm đắm bể khổ hồng trần, mà trôi nổi lang thang. Cha mới dùng điển quang xuống thế, kêu gọi các con mau trở lại cội nguồn, gắng lo tu đặng trở lại thiên đình.
cha trong đời các con từng giờ từng phút. Cha thông lãnh càng khôn vũ trụ, nhân vật đều do máy thiên cơ để vận chuyển cho linh hồn mà tiến qua. Nơi thiên đình cha đang vạn lộc tiễn một người xuống thế độ dân. Minh sư ra đời giúp người khai ngộ là bậc thánh nhân đắc đạo siêu phàm. Được vũ trụ cha trời ân ký đủ quyền năng lực lượng thay trời, đổi thay vận mệnh con người giác ngộ, tức khắc khai ngộ mà hiện đời giải thoát, thành Phật một đời cứu độ tổ tiên. Gắng lo tu đặng trở về ngôi vị thiên liêng, từ Thượng Đế ra đi rồi trở về Thượng Đế, chân hồn được thăng qua đất đạo siêu phàm. Vì chân hồn còn chìm đắm vô minh, bị lôi kéo xa vào lục đạo, đi lạc quá xa quên mất cội nguồn. Muốn trở lại phải tầm minh sư học đạo, đủ lực lượng quyền năng mới trở về ngôi vị thánh nhân. Cảm ơn sư cô rất là nhiều. Sư cô, sư cô đã gieo duyên những cái bài hát này rất là hay đến khán giả của kênh của Kỳ. Cảm ơn, cảm chúc sư cô một ngày an lạc, nói chung càng phát triển về con đường tu đạo của mình, sư cô. Dạ, cảm ơn sư cô rất là nhiều. Phật A Di Đà Phật, tạ ơn cậu hen. Dạ. Tặng cho tất cả cô bác đồng đạo là quý đạo khắp nơi, bá tánh khắp nơi để mà nghe lời của cha của Phật, dạ, của mẹ để mà thức tỉnh tu hành cho kịp cái cơ duy nhất kỳ này là kỳ ba để mà trở về hợp nhất về với cha ở thiên đình. Nó giờ qua mấy ngàn năm chìm đắm quá nhiều rồi, bây giờ mê muội quá nhiều rồi. Bây giờ cha phải là thanh lọc vạn lọc để mà cho các tiểu hồn thức tỉnh, mà cố gắng lo tu kỳ ba này cho kịp đó. A Di Đà Phật.